Xin chào mọi người, mình là Huyền Nguyễn Yoga. Thực tế là yoga không tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc của bạn. Đặc biệt là sau một ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng thì chúng ta thường tìm đến yoga để cân bằng lại tâm trí, cân bằng lại cơ thể, giải tỏa mệt mỏi. Huyền sẽ gợi ý cho các bạn một số những bài tập yoga đơn giản và hiệu quả dành cho những người bận rộn. Chúng ta cùng nhau luyện tập nhé. Chúng ta ngồi trên tư thế thoải mái nhất, hai tay đặt trên đầu gối, xoay vai, mở căng lồng ngực, vươn cằm của mình, hít vào, cuộn lưng, hóp sâu bụng lại, thở ra, cằm thu về hõm cổ, mắt nhìn xuống rốn. Tiếp tục, xoay vai ra sau, mở căng lồng ngực, hít vào, cuộn lưng, hóp bụng, thở ra. Hai lần nữa, hít vào, thở ra. Một lần cuối, xoay vai ra sau, mở căng lồng ngực, khép sát hai khử tay, vươn cằm của mình lên, giữ ở đây và hít thở đều. 5, đẩy căng ngực lên nữa nào. 4, 3, chúng ta không thả lỏng cổ, hơi kéo cằm lại và vươn dài cằm lên. 2, và 1, rồi từ từ thở ra, hóp bụng, cuộn lưng, cằm thu về hõm cổ. Giữ ở đây và hít thở đều trong 5 nhịp thở. 5, 4, siết nhẹ cơ bụng. 3, thả lỏng hai vai về phía trước. 2, và 1, về vị trí ban đầu. Hít vào, hai tay dang ngang, nâng cao lồng ngực lên. Thở ra, nghiêng đầu sang bên phải, tay đặt nhẹ vào phần phía trên đầu, cảm nhận sự căng giãn nơi cổ bên trái của mình. Tiếp tục hít vào về giữa, nghiêng đầu sang trái, thở ra, thả lỏng toàn bộ vùng cổ bên phải. Tiếp tục hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Một lần cuối, hít vào, nâng cao lồng ngực lên, kéo hai vai ra xa. Từ từ nghiêng đầu sang bên phải, thở ra. Giữ và hít thở đều. Bây giờ từ từ chúng ta hạ cái vai trái của mình xuống, cảm nhận sự căng giãn nơi cổ bên trái của mình. 5, 4, cảm nhận sự căng giãn và mỗi lần chúng ta thở, chúng ta lại thả lỏng nó ra. 3, hít thở đều ạ. 2, thả dần thả lỏng bàn tay. Và 1, về giữa, hít vào, nâng lồng ngực, hai tay ra ngang, nghiêng đầu sang bên trái, thở ra, kéo phần đầu của mình sang bên. Ta kéo nhẹ thôi ạ, chứ không ghì mạnh. Rồi từ từ thả lỏng vai bên phải của mình xuống, thả dần bàn tay, giữ ở đây và hít thở đều. 5, thả lỏng toàn bộ vùng cổ bên phải. 4, thả lỏng bàn tay phải của mình ra nữa nào. 3, hít thở đều và cảm nhận sự căng giãn. 2, và 1, hít vào về giữa, hai tay ra ngang, thở ra. Bây giờ ta đan hai tay phía sau, đan hai tay phía sau lưng, xoay vai, mở căng lồng ngực, khép sát khử tay. Bây giờ chúng ta vươn cằm của mình lên phía trước, giữ ở đây và hít thở đều ạ. Ai tốt chúng ta khép sát lòng bàn tay của mình lại và đẩy tay ra xa một chút, đẩy lồng ngực về phía trước nhiều, rút nhẹ cơ bụng vào bên trong. 5, 4, cảm nhận sự căng giãn nơi vùng vai. 3, mở căng lồng ngực về trước một chút nữa nào. 2, và 1, rồi từ từ vươn hai tay lên cao qua đầu, hít vào, nghiêng người sang bên trái, hạ khử tay của mình xuống, tay phải áp mang tai, thả lỏng toàn bộ vùng lườn bên phải. Ta hạ khử tay xuống, khi nào mông phải nhấc lên thì dừng lại.
Tiếp tục về giữa, hít vào, hai tay ra ngang, nâng cao lồng ngực lên. Nghiêng người sang bên phải, hạ khử tay xuống. Tay trái áp mang tai, xòe căng 5 ngón tay để máu lưu thông nào. Tiếp tục về giữa, hít vào. Nghiêng người sang trái, thở ra, đang nghiêng trên một mặt phẳng nghiêng, và kéo giãn toàn bộ vùng lườn bên phải của mình xuống. Về giữa, hít vào, nâng cao lồng ngực. Nghiêng người sang bên phải, thở ra. Một lần cuối, hít vào. Nghiêng người sang bên trái, thở ra. Hỏi, ai đau cổ vai gáy thì mắt nhìn thẳng ạ. Không đau cổ, mắt nhìn lên qua vai. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, cố gắng nhấn mông bên phải của mình xuống. 4, thả lỏng toàn bộ vùng lườn phải nào. 3, gắng điều hòa hơi thở. 2 và 1, rồi về giữa, hít vào, nâng cao lồng ngực lên. Từ từ nghiêng người sang bên phải, thở hết ra. Giữ và hít thở đều trong 5 nhịp thở. 5, đầy căng lồng ngực nào. 4, cố gắng nhấn mông bên trái của mình xuống. 3, mỗi lần thở ra ta thả lỏng toàn bộ vùng lườn trái. 2 và 1, rồi về giữa, hít vào, nâng cao lồng ngực của mình lên. Vặn người sang bên trái, tay phải đặt gối, tay phải phía sau mông trái, thở hết ra. Mắt nhìn phía sau theo vai ạ, gắng là nâng lồng ngực của mình lên nhiều. Tiếp tục về giữa, hít vào. Vặn người sang phải, thở ra, tay trái đặt lên đầu gối phải, xoay vai mở ngực, mắt nhìn ra sau. Tiếp tục trở về, hít sâu. Vặn người sang bên trái, thở ra. Hít vào. Thở ra. Một lần cuối, hít vào, nâng cao lồng ngực, kéo giãn hai vai sang hai bên. Vặn người sang trái, thở ra. Vòng tay trái sau lưng nắm lấy đùi phải, nâng cao lồng ngực của mình lên. Mắt nhìn phía sau, giữ ở đây và hít thở đều trong 5 nhịp thở của mình. 5, đẩy căng lồng ngực lên nữa nào. 4, cố gắng thả lỏng vùng lườn. 3, hạ vai trái xuống, nâng vai phải lên. 2 và 1, về giữa, hít sâu. Vặn người sang bên phải, thở ra. Vòng tay phải sau lưng nắm lấy đùi trái. Hồi ta nâng lồng ngực của mình lên. Mắt nhìn phía sau theo vai phải. Giữ ở đây và hít thở đều. 5 4 gắng mỗi lần thở ra chúng ta lại vặn người ra sau một chút nữa. 3 2 và 1. Vươn tay lên cao, hít vào. Hai tay về phía trước, thở ra. Chúng ta xuôi chân ra sau, về tư thế cái bàn. Xin lỗi, về tư thế con bò mèo ạ. Xòe 5 ngón tay. Chúng ta ngồi trên gót chân của mình, hạ phần khuỷu tay của mình xuống. Rồi đo khoảng cách là bằng thêm một bàn tay. Chúng ta nâng người lên về tư thế con mèo ạ. Hai đầu gối lúc này mở rộng bằng hông, xuôi mũi chân sau của mình xuống để đỡ làm áp lực vào phần gối. Xòe căng 5 ngón tay của mình ra để máu lưu thông này. Rồi xoay phần khớp tay của mình vào bên trong. Đầu tiên ạ, hít vào, võng lưng xuống, vảnh mông lên, vươn cằm, mở ngực, mắt nhìn về phía trước, không ngửa cổ lên ạ. Ta kéo cằm lại một chút, vươn dài cổ ra thôi. Rồi từ từ thở ra, hóp bụng cuộn lưng, cằm thu về hõm cổ, mắt nhìn xuống rốn, cuộn xương cụt của mình xuống. Lần thứ hai, võng lưng xuống, hít vào, mở căng ngực, vươn cằm của mình lên. Cuộn lưng lên, hóp bụng, thở ra. Tiếp tục hít vào. Thở ra. Một lần cuối, võng lưng, vảnh mông lên cao. Siết cơ bụng, vươn dài ngực về phía trước. Giữ và hít thở đều, mở căng lồng ngực của mình ra. 5
siết nhẹ cơ bụng của mình lại. 4. Gắng hít vào mở rộng lồng ngực hơn nữa. 3. 2. 1. Từ từ thở ra hết hóp bụng, cuộn lưng. Cầm thu về họng cổ, cuộn xương cụt của mình xuống nào. Vai chúng ta nhấc lên cao, mắt nhìn vào rốn. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Rồi, bây giờ mắt nhìn về phía trước. Chúng ta đi tay về phía trước, sao cho mông vẫn thẳng hàng với đầu gối. Đi tay về phía trước, xuôi mũi chân và từ từ hạ ngực của mình xuống, hạ cằm của mình xuống. Ở đây mỗi lần thở ra chúng ta lại nhấn ngực của mình xuống thêm một chút nữa, để cái phần cổ vai gáy của mình nó đỡ bị bó cơ sau một ngày dài làm việc. 6, 5. Mắt chúng ta nhìn xuống qua đầu mũi ạ, không nhìn lên bởi vì chúng ta dễ bị nhăn chán. 3, thả lỏng hai vai. 2, thả lỏng ngực xuống nữa nào. Và 1, rồi từ từ nâng người lên, cuộn lưng lên, hóp bụng lại, thở ra thu cằm về họng cổ, mắt nhìn xuống rốn. Giữ và hít thở đều, chúng ta trả phần cổ lại để cho cân bằng các đốt sống cổ. 4, 3, 2, 1. Rồi, cổ tay của mình vẫn thẳng hàng với vai và mông vẫn thẳng hàng với phần đầu gối ạ. Vươn cao tay phải lên, hít vào, mắt nhìn lên theo tay. Thở ra từ từ hạ vai sâu xuống cạnh cổ tay trái. Chúng ta làm 3 lần như vậy. Tiếp tục hít vào, nhấn bàn tay trái xuống, vươn cao tay phải, mắt nhìn lên. Thở ra từ từ hạ vai phải xuống cạnh cổ tay trái. Một lần cuối, hít vào, vươn căng tay phải, mở rộng lồng ngực, mắt nhìn lên. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, xoay hai vai cân bằng hơn nữa nào. 4, mông phải, mông không đẩy sang bên phải mà đẩy về giữa. 3, hít thở đều, nâng cao vai trái lên. 2 và 1, rồi từ từ thở ra hạ sâu vai phải của mình sang bên trái. Đã đi sang hết mức có thể nào. Bây giờ tay trái của mình áp sát mang tay, xòe căm 5 ngón tay và chúng ta đi tay sang bên phải một chút nữa để kéo giãn toàn bộ vùng lườn phía sau, cổ vai gáy phía sau. Mông lúc này ta đẩy sang bên phải để hai mông cân bằng. Giữ ở đây và hít thở đều trong 5 nhịp thở. 5, 4, cảm nhận sự kéo giãn ở phía cổ vai gáy phía sau. 3, mang tay của mình áp xuống. 2 và 1, rồi từ từ dùng bàn tay trái xòe 5 ngón tay này, dùng một lực nhấn để lưng người của mình lên, hít vào, vươn cao tay phải lên, hạ tay phải xuống, thở ra. Chúng ta trở về vị trí của tư thế con bò mèo. Tiếp tục đổi bên, vươn cao tay trái, hít vào, mở căng lồng ngực, mắt nhìn lên. Thở ra từ từ hạ vai trái xuống cạnh cổ tay phải. Lần thứ 2, nhấn lực của bàn tay phải xuống, hít vào, nâng người của mình lên, mắt nhìn lên theo tay. Thở ra hạ sâu vai xuống. Một lần cuối nào, hít vào, mở căng lồng ngực, mắt nhìn lên theo tay. Giữ ở đây ạ, không sụp vai như này, chúng ta nâng vai phải lên. 4, 3, gắng tay lên nữa nào. 2, siết nhẹ cơ bụng. Và 1, rồi từ từ hạ sâu vai trái xuống cạnh cổ tay phải. Ta đi người sang bên phía bên phải một chút nữa. Rồi, tay phải lúc này áp vào phía mang tai. Đẩy hai hông của mình về vị trí cân bằng là sang trái một chút. Giữ và hít thở đều ở đây ạ. 6, cảm nhận sự căng giãn nơi vùng vai. 5, điều hòa hơi thở của mình đi ạ. Mắt nhắm lại nếu có thể. 4, thư giãn vùng cổ vai gáy. 3, 2 và 1. Rồi, xòe 5 ngón tay phải ở phía trước mặt của mình, nhấn một lực, vươn cao tay trái lên, hít vào, hạ tay trái xuống, thở ra. Rồi, chúng ta chống mũi chân, đẩy đỉnh mông lên cao, thẳng gối chân về tư thế
V ngược hay còn gọi là chó úp mặt. Hoàng nhấn gót chân của mình xuống, đẩy vai duỗi lưng của mình lên cao, đẩy đỉnh mông lên cao hết mức có thể. Giữ và hít thở đều ở đây ạ. 4, đầu cổ thả lỏng. 3, 2, thả lỏng vùng kheo chân. Và 1, rồi đá chân phải lên cao, hít vào, mắt nhìn về phía trước, úp hai mông cân bằng. Bước chân phải về cạnh bàn tay phải, thở ra. Vươn tay lên qua đầu, hít vào, chiến binh 1, đẩy căng lồng ngực, úp hai mông cân bằng này. Mở gối phải sang phải và siết cơ đùi trái, thẳng chân trái phía sau. Nâng ngực của mình lên. 4, ta không ngửa cổ tư thế này ạ. 3, mắt không nhìn lên, bị nhăn chán, ta nhìn thẳng về phía trước. 3, 2, 1. Rồi từ từ hạ tay trái về sau đùi trái. Hít vào, nâng cao tay phải. Thở ra, đi tay ra sau một chút nữa, mở căng ngực của mình hơn. 5, 4, siết chặt cơ bụng, bấu chặt ngón chân phải xuống để thăng bằng. 3, 2, và 1, vươn hai tay lên cao, hít vào. Vòng khử tay trái qua đầu gối phải. Hai tay đẩy giữa ngực, mắt nhìn lên qua vai phải. Giữ và hít thở đều. 5, thẳng gối chân sau nào. 4, cố gắng nâng lồng ngực của mình hơn nữa. 3, 2, 1, hai tay xuống thảm, hai chân ra sau, tấm ván, cổ tay thẳng hàng với vai, vai mông lưng thẳng hàng, hóp bụng cuộn xương cột của mình lại. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, và 1, từ từ hạ nhẹ hai đầu gối của mình xuống, đẩy vai về phía trước, hạ ngực cầm, giao cho ngực ở giữa hai bàn tay, khép sát khử tay, tư thế 8 điểm chạm thảm. Xuôi mũi chân, chườn người lên phía trước, xoay vai hít vào, nâng lồng ngực của mình lên, về tư thế rắn hổ mang, mở hết lồng ngực của mình ra, xoay vai ra sau và siết nhẹ cơ bụng. 4, 3, ai đau phần lưng dưới thì có thể nhấc phần hông của mình lên một chút. 2, và 1, rồi từ từ chống chân, chống mũi chân, đẩy đỉnh mông lên cao về tư thế chó úp mặt. Giữ và hít thở đều, hai bàn chân cách nhau khoảng độ 20cm ạ. 5, đẩy đỉnh mông lên cao, thẳng cột sống lưng. 4, thả lỏng kheo chân. 3, 2, 1, đá chân trái lên cao, hít vào, mắt nhìn về phía trước, giữa hai bàn tay, úp hai mông cân bằng. Bước chân trái về cạnh bàn tay trái, thở ra. Rồi, vươn hai tay qua đầu, hít vào tư thế chiến binh 1, mở căng lồng ngực của mình ra sau, úp hai mông cân bằng và thẳng gối chân sau, bấu chặt mũi chân trái xuống để thăng bằng nào. 4, 3, 2, 1, rồi từ từ hạ tay phải xuống phía đùi phải, úp lòng bàn tay, hít vào, vươn căng tay trái lên, thở ra, đi tay phải xuống một chút nữa, mở lộng lồng ngực của mình, đồng thời siết chặt cơ bụng, giữ và hít thở đều ở đây ạ. 4, thẳng gối chân sau nhiều. 3, tập trung bấu chặt chân trước để thăng bằng. 2, và 1, rồi về giữa, hít vào, vươn cao hai tay lên. Vòng khửu tay phải qua đầu gối trái, hai tay đẩy giữa ngực, mắt nhìn lên qua vai trái, ta đẩy thẳng gối chân phải phía sau. Giữ và hít thở đều ạ, gắng nâng lồng ngực của mình lên một chút nữa để tay của mình vào giữa ngực. 4, 3, gắng siết chặt cơ bụng nào. 2, và 1, rồi hai tay hạ xuống, xòe căng 5 ngón tay, rút hai chân về sau tư thế tấm ván, vai mông lưng thẳng hàng, hóp bụng cuộn xương cụt, siết cơ đùi. 4, hít thở đều đi nào. 3, 2, 1, nhẹ nhàng hạ gối của mình xuống, đẩy vai về phía trước, thở ra tư thế 8 điểm chạm thảm, cố gắng đẩy ngực ở giữa hai bàn tay và khép sát phần khử tay của mình. 3, 2, 1, nhẹ nhàng xuôi mũi chân, đẩy người về phía trước, hạ mông xuống,
xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào, nâng người của mình lên rắn, hổ mang. Siết chặt cơ bụng nào, mở vai ra sau nữa. Giữ và hít thở đều ở đây ạ. 5 4 Nếu bị đau lưng thì nhấc xương hông lên một chút nào. 3 2 1 Chống chân, đẩy mông ra sau. Tư thế chó úp mặt. Giữ và hít thở đều. Hoặc là kéo vai lên, đẩy định mông lên cao, siết nhẹ cơ bụng của mình. Đồng thời thẳng hai chân phía sau. 3 Mỗi lần thở ra chúng ta lại nhấn gót chân của mình xuống một chút. 2 Và 1 Hít vào, đá chân phải lên cao, mắt nhìn về phía trước. Bước chân phải lên cạnh bàn tay phải, thở ra. Rồi xoay hạ gót chân trái xuống 45 độ. Sao cho hai gót chân thẳng hàng này. Ra nâng người lên, hít vào. Thở ra chiến binh 2, hai tay ra ngang. Hai hông xoay hết sang bên trái và mở đầu gối phải sang bên phải. Mắt nhìn theo ngón tay cái của tay phải. Giữ và hít thở đều. 5 4 3 Vững chắc như một chiến binh nào. 2 1 Rồi hít vào. Nghiêng người sang bên trái, tay phải áp mang tai, thở ra. Giữ và hít thở đều. 4 Siết chặt cơ bụng của mình. 3 Thả lỏng vùng lườn bên phải. 2 Và 1 Hít vào về giữa, hai tay ra ngang. Hạ khử tay phải xuống đùi phải, ngửa lòng bàn tay, tay trái áp mang tay, mắt nhìn lên qua vai trái. Giữ ở đây. 5 4 Điều hòa hơi thở nào. 3 Vâng, siết cơ bụng một chút ạ. 2 Và 1 Rồi từ từ hạ vai phải sâu xuống dưới kheo chân. Vòng tay sau lưng, hai tay nắm lấy nhau ạ. Lưu ý là tay dưới nắm cổ tay trên, đầu gối phía trước vuông góc với lại cổ chân ạ. Xoay vai mở ngực, hít vào. Đẩy hông về trước, thở ra. Giữ, hít thở đều. 4 3 2 Và 1 Rồi từ từ hạ hai tay của mình xuống. Hai chân ra sau tấm ván. Vai mông lưng thẳng hàng, hóp chặt cơ bụng, siết cơ đùi, cuộn xương cụt xuống. 3 2 1 Rồi từ từ này, hạ khử tay bên phải của mình xuống, hướng mũi tay sang bên trái. Hai khử tay và bàn chân trên một đường thẳng ạ. Nếu như không thăng bằng được thì chân trước chân sau. Thăng bằng tốt thì hai chân chồng lên nhau. Tay trái lên cao, mắt nhìn theo tay. Cố gắng đẩy hông về phía trước, nâng hông lên, siết chặt vùng lườn của mình này. Siết chặt cái vùng này lại. 4 3 Cố lên nào. 2 Và 1 Rồi từ từ chống tay lên. Hạ gối nhẹ nhàng, từ từ đẩy vai về phía trước. Thở hết ra tư thế 8 điểm, khép sát hai cử tay. Giữ và hít thở đều. 4 3 Thả lỏng vùng ngực. 2 Lưu ý là lực ở tay nhiều. Và 1 Rồi xuôi mũi chân, vươn người về phía trước, xoay vai, hít vào, nâng người mình lên rắn hổ mang. Xuôi đỉnh vai ra sau, siết nhẹ cơ bụng và giữ ở đây. 5 4 Quáng đẩy lồng ngực về phía trước nhiều. 3 2 Và 1 Rồi chống mũi chân, đẩy đỉnh mông lên cao, tư thế chó úp mặt. Quáng nhấn gót chân của mình xuống, đẩy hết vùng lưng và mông lên phía trên. 3 Giữ, hít thở đều nào. 2 Và 1 Rồi đá chân trái lên cao, hít vào, mắt nhìn về phía trước, úp hai mông cân bằng. Bước chân trái về cạnh bàn tay trái, thở ra. Hạ gót chân phải xuống, sao cho hai chân trên một đường thẳng. Vươn tay qua đầu, hít vào. Xoay hai hông sang phải, hai tay ra ngang, thở ra. Chiến binh 2, mở gối trái sang trái một chút nào. Rồi mắt nhìn về phía ngón tay của bên tay trái ạ. Giữ, hít thở đều. 4 Siết chặt cơ bụng của mình nào. 3 Siết cơ đùi. 2 Mở rộng lồng ngực. Và 1 Rồi hít vào. Hạ tay phải xuống đùi phải, tay trái áp mang tai, nghiêng người về phía bên phải, thở hết ra. Giữ ở đây. 5 Và nâng lồng ngực của mình lên nào. Nghiêng trên một mặt phẳng nghiêng ạ.
4. 3. Điều hòa hơi thở. 2. Và 1. Rồi về giữa, hít vào, nâng cao lồng ngực. Hạ khử tay trái xuống đùi trái, ngửa lòng bàn tay, tay phải áp mang tay, có thể hai tay Chimura giữ ở đây, đẩy lồng ngực lên nào, đẩy mông về trước nhiều. 4. Hít thở đều trong khi giữ tư thế. 3. 2. Và 1. Rồi từ từ hạ bàn tay của mình xuống này, hạ sâu vai trái xuống dưới kheo chân, vòng tay xuống dưới đùi, tay phải vòng ra sau lưng, tay dưới nắm cổ tay trên này, xoay vai mở ngực, hít vào, đẩy căng ngực của mình lên, giữ ở đây, đẩy mông về trước nhiều. 4. Siết chặt bụng nào. 3. Bấu chặt chân trái để thăng bằng. 2. Và 1. Hai tay xuống thảm, hai chân ra sau tấm ván, vai mông lưng thẳng hàng, hóp chặt bụng, cuộn xương cụt. Từ từ hạ cái khử tay trái của mình xuống, lòng bàn tay hướng sang phải, hạ bàn chân xuống sao cho khử tay và chân trên một đường thẳng. Rồi từ từ nâng tay phải của mình lên, giữ đây, đẩy hông lên cao và siết chặt vùng lườn phía dưới. 4. 3. Gồng chắc cơ bụng nào. 2. 1. Rồi. Chống hai tay lên. Hạ đầu gối. Đẩy vai về trước, hạ ngực cằm xuống 8 điểm chạm thảm. Lúc này ta dịch tay dưới ngang ngực cho em ạ. Giữ và hít thở đều. 4. Mắt nhìn xuống thảm để không bị nhăn trán. 3. 2. 1. Chân phải đá lên cao. Giữ đây. 4. Úp hai mông cân bằng. 3. Siết chặt cơ bụng và lực ở bàn tay của mình nhiều. 2. 1. Gập chân phải, tay trái nắm lấy cổ chân. Đá chân lên cao. Giữ đây. Siết cơ đùi phải lên nữa nào. 3. 2, 1. Rồi chúng ta giữ nguyên tư thế 8 điểm và đổi chân. Đá chân trái lên cao, hít. Gập chân, tay phải nắm, thở ra. Rồi đá chân lên cao, kép sát khử tay trái. Giữ đây. 4, 3. Đá chân lên nữa nào. 2 và 1. Rồi chống hai bàn tay ngang ngực, xuôi mũi chân, đẩy hông, hạ hông xuống, xoay vai mở ngực, hít vào, trườn người lên rắn hổ mang, xoay vai ra sau nhiều ạ, siết cơ bụng lại, thả lỏng vùng lưng. 5. Điều hòa hơi thở của mình nào. 4. 3. 2. Và 1. Rồi chúng ta đẩy mông ra sau, hạ mông chạm gót chân, trán chạm thảm về tư thế em bé, duỗi thẳng hai tay về phía trước, thả lỏng hai vai. Ta có thể duỗi thẳng tay hoặc là có thể tay xuôi theo thân, ngửa lòng bàn tay đều được ạ. Điều hòa hơi thở. Rồi chúng ta vươn hai tay về phía trước, nằm sấp. Ta thực hiện tư thế cây cung, gập hai chân, hai tay nắm vào cổ chân, chán xuống thảm, xoay vai lên, hít vào, đá chân lên cao, mắt nhìn lên về phía trước, ngóc đầu của mình lên nào, cố gắng siết chân lên để lôi căng người mình lên, thở ra từ từ, hạ người của mình xuống, chân xuống, chán xuống. Tiếp tục lần 2, xoay vai, hít vào, nâng người lên, siết chân đá lên cao, thở ra, hạ xuống. Một lần cuối, xoay vai, hít vào, nâng chân lên cao, giữ và hít thở đều ở đây. 5. Hắng nâng ngực lên nữa nào. 4. Siết chân lên cao, thả lỏng hai vai ra, hắng kéo chân của mình về gần nhau hơn. 3. 2. Và 1. Rồi từ từ hạ chân của mình xuống. Mời các bạn nằm ngửa. Giờ chúng ta nằm ngửa, co đầu gối phải lại, hai tay nắm về phía đầu gối, hít vào, thở ra, kéo gối về sát ngực và cằm chạm gối, giữ ở đây và hít thở đều.
với những ai bị đau cổ vai gáy thì chúng ta hạ đầu của mình xuống và chỉ cần kéo về phần dưới ngực của mình là được. 5 4 3 siết nhẹ cơ bụng. 2 và 1 rồi từ hạ người của mình xuống. Đổi chân ạ. Gập chân trái, hai tay nắm vào phía bắp chân. Hít vào, nâng cao lồng ngực lên. Thở ra, kéo gối về sát ngực. Xuôi mũi chân ạ, giữ và hít thở đều. 5 4 3 Nâng vai lên nhiều, không gồng cổ. 2 và 1 rồi từ từ hạ chân xuống. Chống hai chân của mình lên. Hai chân mở rộng bằng hông, hướng mũi chân vào bên trong một chút để hai chân song song với nhau ạ. Hai tay lúc này chúng ta nắm vào phần gót chân, không nắm vào cổ chân ạ, nắm vào gót chân. Rồi, lách hai cái vai của mình lên một chút. Hít vào, nâng mông lên, đẩy ngực lên cái chạm cằm của mình nếu có thể. Thở ra, hạ lưng xuống, mông xuống. Tiếp tục lần 2, hít vào, nâng mông đẩy ngực lên. Thở ra, hạ lưng mông xuống. Một lần cuối, hít vào, nâng mông lên cao, đẩy ngực của mình lên phía trước. Giữ ở đây và hít thở đều. 5 4 Cố gắng khép vai của mình, đẩy đầu gối lên nữa nào, đẩy đùi về phía trước. 3 2 1 Rồi từ từ hạ mông xuống, lưng xuống. Co hai đầu gối lại, hai tay nắm vào phía bắp chân. Hít vào, thở ra, nâng người lên. Kéo gối về phía ngực của mình, mũi chân hướng về phía đầu. Giữ và hít thở đều ạ. Nếu như được thì chúng ta có thể dùng bàn tay phải nắm má ngoài chân trái này, tay trái nắm má ngoài chân phải này. Kéo chân về gần hơn nữa. 5 4 3 2 1 Rồi từ từ hạ chân của mình xuống. Này hai tay ra ngang, co hai chân lại, hít vào, hạ chân sang bên phải, đầu gối gần tay, mắt nhìn sang trái, hạ vai trái xuống. Tiếp tục hít vào về giữa, hạ chân sang bên trái, mắt nhìn sang phải, thở ra. Về giữa, hít vào, nâng chân lên. Hạ chân sang bên phải, thở ra. Rồi, nâng chân lên, hít vào. Hạ chân sang trái, thở ra. Một lần cuối, hít vào, trở về giữa nào. Nghiêng thai đùi của mình sang bên phải. Tay phải lúc này đặt lên trên đùi và cố gắng khép sát hai đầu gối. Đồng thời hạ vai bên trái xuống. Giữ ở đây và hít thở đều. 5 Cố gắng thả lỏng vùng lườn của mình nào. 4 Tư thế này rất tốt cho cả những người bị thoát vị đĩa đệm luôn ạ. 3 2 và 1 Rồi về giữa, nâng chân lên, hít vào, hạ chân sang bên trái, đặt bàn tay trái vào đùi, cố gắng khép sát hai đầu gối hết mức có thể, hạ vai phải của mình xuống, mắt nhìn sang phải, có thể nhắm mắt lại để thả lỏng và thư giãn. 5 4 Cảm nhận vùng lưng của mình đang được kéo giãn ra. 3 2 và 1 Rồi về giữa, hít vào, hạ chân xuống, thở ra. Chúng ta nghiêng người sang bên phải, chống tay, từ từ nâng người lên. Ngồi về tư thế ban đầu, tư thế bán hoa sen. Hai tay ấn định đặt lên đầu gối, đẩy thẳng cột sống lưng. Mở vai ra sau, đầu đưa về sau một chút để thẳng hàng với trục của cột sống. Mắt nhắm lại và môi mỉm nhẹ. Hít sâu, đẩy căng lồng ngực lên. Thở ra thật chậm, hóp sâu bụng lại, thả lỏng lồng ngực xuống. Tiếp tục hít vào,
chậm chậm thở ra. Tiếp tục hít vào, nhẹ nhàng thở ra thật chậm. Chắp tay lại, mở mắt ra. Namaste. Cảm ơn các bạn đã cùng lắng nghe, cảm nhận và luyện tập cùng Huyền buổi tập ngày hôm nay. Hy vọng là chuỗi video sẽ mang lại lợi ích và giúp ích cho cơ thể của các bạn. Nếu như có vấn đề gì cần thắc mắc thì các bạn có thể bình luận phía dưới và Huyền sẽ lên những video để giải đáp các thắc mắc đấy nhé. Cảm ơn tất cả mọi người ạ.